Xin chào quý bà con. Thì nhắc đến thuốc bảo vệ thực vật thì tất nhiên là bà con mình sẽ nghĩ ngay đến là thuốc trừ sâu. Thì có bao giờ bà con mình thắc mắc về là thuốc trừ sâu mình đang sử dụng là những loại thuốc đó nó có nguồn gốc từ đâu? Hay là bà con có đặt ra những câu hỏi là tại sao tôi sử dụng cái thuốc đó thì là sâu nó chết nhanh, hoặc là thuốc đó thì giá thành nó rẻ hơn? Vâng, thì đó là cái sự có mặt của hai loại thuốc trừ sâu đang có trên thị trường hiện nay, đó chính là thuốc trừ sâu hóa học và thuốc trừ sâu sinh học. Thì hai thuốc loại thuốc đó nó khác nhau chỗ nào, về giá thành hay là công dụng như thế nào, thì hôm nay cái vấn đề đó thì em bây giờ cùng với bà con sẽ trao đổi với nhau và sẽ giúp cho bà con có thêm nhiều kiến thức về hai loại thuốc này để thích hợp và vận dụng trong việc phun xịt của chúng ta. Trước tiên, chúng ta hãy xem sự giống nhau và khác nhau của hai loại thuốc trừ sâu. Giống nhau, cả thuốc trừ sâu sinh học và thuốc trừ sâu hóa học đều có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây bệnh cho cây trồng. Khác nhau, bà con quan sát trên màn hình, bên phải là thuốc trừ sâu hóa học, bên trái là thuốc trừ sâu sinh học. Với thuốc trừ sâu sinh học, thuốc sẽ tác dụng chậm nhưng hiệu quả trong một thời gian dài. Với thuốc trừ sâu hóa học, thuốc sẽ tác dụng nhanh nhưng trong một thời gian ngắn. Thuốc sinh học sẽ tiêu diệt một số đối tượng gây bệnh nhất định, có tính chọn lọc cao, có nghĩa là chỉ tiêu diệt những sinh vật gây hại cho cây trồng. Thuốc hóa học không có tính chọn lọc, tiêu diệt cả sinh vật gây hại và cả sinh vật không gây hại như thiên địch, tôm, cua, cá và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, thuốc trừ sâu hóa học có hiệu quả nhanh, nhưng còn gây ra hiện tượng kháng thuốc ở sâu bệnh hại. Ngược lại, thuốc trừ sâu sinh học có hiệu quả chậm hơn, nhưng có tác dụng kéo dài và không gây hiện tượng kháng thuốc ở sâu bệnh hại. Do thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng lâu dài và chỉ hướng đến đối tượng gây bệnh, chứ không tiêu diệt tất cả các sinh vật như thuốc trừ sâu hóa học, nên đang được định hướng sử dụng trong thực tiễn cuộc sống. Trên đây là một số thông tin em đã cung cấp đến bà con về thuốc trừ sâu sinh học và thuốc trừ sâu hóa học. Hy vọng sẽ giúp cho bà con mình có thêm nhiều kiến thức để sử dụng thuốc trừ sâu sinh học và thuốc trừ sâu hóa học một cách hiệu quả nhất. Xin chào bà con. Nixi, đồng hành cùng phát triển vì lợi ích nhà nông.